Bây giờ 9 giờ 20 phút rồi. Chạy được 1 tiếng 10 phút tới Auburn Hill. Chưa thấy cầu ánh sao đâu cả. Thấy mọi thứ đều đều heo. Đây là những gì mà có được sau 25 năm là thoát khỏi bệnh tật và một sức khỏe phi thường. Trí tuệ thì đã dùng để cống hiến suốt mười mấy năm, giúp cho biết bao nhiêu người thành tỷ phú. Để giải quyết việc làm cho những người khác.